Chào ông Quỳnh, chúc ông Quỳnh được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Mình tên là Dương Ngọc Hiền, sinh 1968, sống tại Sài Gòn. Nay mình đến chương trình kết nối yêu thương cuộc sống Mỹ trong nước và ngoài nước. Mình kính chúc các anh chị em trên cộng đồng mạng được dồi dào sức khỏe, đầy niềm tin, đầy niềm vui và bình an. Nếu thấy thích video của mình, like cho mình một like nhé. Xin cảm ơn. Ok, em chào chị ha. Dạ. Dạ. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình kết nối yêu thương hôm nay. Chào cùng. Dạ. Chúc như mình được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Mình tên Dương Ngọc Hiền, sinh năm 1988. Sống tại Sài Gòn. Nay mình đến chương trình Cuộc sống Mỹ kết nối yêu thương. Và chúc các anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước được dồi dào sức khỏe và đầy niềm tin, đầy niềm vui và bình an trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị. Rồi hiện tại là chị đang làm công việc gì? Hiện tại mình giữ trẻ. Trẻ, nhà trẻ, ở nhà. Nhà chị có mở cái nhà giữ trẻ đó phải không? Dạ. Dạ. Giữ tại nhà như là mấy người nhà trọ của mình á. Người ta ở có con cái gửi mình giữ. Có thể là nhà chị có giải nhà trọ cho thuê rồi người ta cho gửi con cho chị giữ luôn. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Rồi có ai làm phụ chị không chị? Dạ không. Có một mình à. Giỏi như mấy vậy. Mấy vừa là chủ nhà trọ mà vừa giữ trẻ nữa, tiền để đâu cho hết chị? Lo cho cháu học. Chị làm công việc này được bao lâu rồi? Dạ cũng gần 10 năm. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Gia đình mình thì đi dị rồi, ly thân trước, dạ 2 năm, rồi sau này như muốn gắn kết tình cảm để lo cho các con nhưng mà giống như thấy không còn hợp nữa thì cũng định ly dị, như là cho cuộc sống nó thoải mái một chút để mà có tinh thần để sống để lo cho con. Nhưng mà rồi chị với ông xã chia tay là bao lâu rồi? Cũng gần 2 năm rồi. Rồi chia tay chính thức đó ha. Chị rồi lý do gì sao hai người chia tay nhau? Hai người bất đồng kiểu quan điểm là không có tiếng nói chung. Chứ không... ấy giờ kiểu không còn hợp nữa, như mình nói ra thì ý kiến thì cứ không như sự đồng ý mà không có hợp với nhau nữa. Dạ. Cãi giả hoài thì con cháu con cái nó buồn, thì im lặng luôn để cho các con nó có tinh thần. Rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của chị là làm tính đâu thì chị làm đó, sạch sẽ gọn gàng. Dạ. Còn khuyết điểm của chị? Khuyết điểm của chị thì như người nói ra là chuyện hay cái người nói làm thì chị hay chép đỡ, dù chị biết cái đó người ta không thương mình, người ta đối xử mình không tốt nhưng mình cũng coi như là cả người mình đi tâm chỉ là như là theo đạo á, thành ra coi như cả mình giúp người ta, nếu mà người ta biết á, thì tốt, còn không biết thì coi như cái nghiệp của mình trả cho họ đi, chị nghĩ vậy đó.
tiền bạc nhà trọ nhiều khi mượn á, năn nỉ mượn rồi cũng cho mượn rồi nó khan không có tháng không có đóng tiền rồi thôi chị cũng để rồi cái bỏ trốn đi đồ đạc nó để lại nha, chị cũng chấp nhận luôn, chạy đi người ta khổ quá người ta mới đi, chị cũng cho luôn. Rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Chị muốn cùng một người mà biết yêu thương, biết có cái tâm, có đạo đức. Nếu mà có thời như kiểu sống mà hiểu với nhau, thời gian á chung với nhau đi chùa, ăn chay gì là ok, chị thích nhất. Đó, như là cùng đồng đạo á, là một cái chuyện. Chị có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không chị? Nó ra giờ thì nó không có quan điểm về tuổi tác luôn, như kiểu bây giờ mình cũng lớn rồi mà tuổi này thì như chị kiếm bạn chứ chừng dài năm 10 năm 3 năm sau chị kiếm thì nói ra thì nó nói lớn tuổi rồi kiếm bạn già quá thì coi nó kỳ. Giờ chị kiếm như nếu mà cảm thấy anh đấy hợp với chị hay là tìm hiểu, nếu mà hợp ý thì đến gần từ từng tiến tới. Chị rồi nếu anh ấy hút thuốc uống rượu chị nghĩ như thế nào? Thuốc thì nó ra là mình khuyên thôi để cho giữ gìn sức khỏe, còn nếu về rượu bia thì ai cũng phải có uống, giao tiếp bạn bè tiệc tùng nó có giới hạn thì mình về là mình chỉ khuyên thôi chứ còn cấm là cấm không được, tại vì người đàn ông là phải có rượu bia. Con chị như thế nào? Có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? Có nó quay phim cho chị đó, nó quay phim nó cười nó nói mẹ ơi con quay cho mẹ con đổ mồ hôi con không biết quay quay tới rồi lui, nó kêu mày quay phim á kêu mẹ kiếm kiếm một người đi kiếm bạn nào đi hả cho mẹ vui chứ mẹ buồn tuổi hoài mẹ già rồi hả, rồi sau này hả tụi con lớn rồi giờ mẹ cứ đi kiếm kiếm bác đi Chị mẹ làm bạn, vậy là chị có được mấy bé? cũng có bốn bốn cháu mà hai đứa lớn thì nó có sống riêng rồi, nó riêng tư rồi, nó đi làm nó cho riêng nó hết rồi, còn hai đứa nhỏ thì ba nó một đứa mẹ một đứa, nhưng là lâu lâu mà cũng con cũng chạy qua chạy lại gì đó, nó chạy lại đến với mình. Những lúc rảnh rỗi chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Nếu mà có chị em họp lại thì nấu ăn, chị nấu ăn lắm á, chị thích nấu ăn mà ai ăn ăn là chị nấu dữ lắm, chị làm món này món kia. Còn còn á thì nhà có cái dàn máy á thì anh em họp lại ca hát chơi chung vui giải trí. Rồi chị có giống như là có năng khiếu nấu ăn đó phải không? Nấu ăn ngon đó phải không? Nhà tiệc tùng là chị nấu á, mấy chị em cứ người làm món món gì đó vui lắm. Chị rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? Cao của mình là 1m53, Chị muốn anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? chị cũng biết nữa tùy theo cái duyên. Chị thích anh ấy là trầm tính ít nói hay là lanh lẹo hoạt bát chị? Giờ thích ảnh một người bạn mới là cởi mở vui vẻ nha. Hồi đó giờ có bao giờ chị đi du lịch ra nước ngoài không? Chưa có đi, có đi du lịch trong Nếu mà yêu lại lần nữa, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? nói ra thì phụ nữ nào cũng thích đàn ông lãng mạn, tại vì cái đó là làm cho cái niềm vui cho người phụ nữ, dù phụ nữ cực khổ cỡ nào cũng cũng mãn nguyện cũng vui nữa.
Đã có nguồn năng lượng của người phụ nữ. Phụ nữ yêu bằng lỗ tai một phải không? Chị, rồi gia đình của chị có được mấy anh chị em? Dạ có 8 người, một trai với 8 gái, mà có gia đình hết, mỗi người một nơi á, lâu lâu cái tụ về chủ nhật cái điện về là chị em họp mặt lại, nhưng ăn chơi ăn rồi ca hát chơi vậy giải trí. Gia đình chị có ai ở nước ngoài không? Dạ không. Chị coi video của em hay ai giới thiệu chị xem? Chị lúc mà chị ly thân á, cái chị buồn chị lên mạng á, cái chị thấy video của em chị coi á, trước có mùa dịch luôn, rồi sau này cái chị suy nghĩ á, lúc mà vừa ly dị xong rồi là chị buồn quá là chị suy nghĩ, chị bấm tới xin kết nối, cái chị không dám, chị ngại, chị nói người ta nghĩ nó chắc mới ly dị cái là xin kết nối kiếm kiếm chồng, thành ra chị nghĩ là kiếm một người bạn thôi để như buồn vui tâm sự đó, là dạ là như là một người bạn á, để tâm sự lúc vui buồn chia sẻ cuộc sống, là chị thích như vậy nhé. Từ từ tìm hiểu chị, nếu mà quen nhau thì cũng đâu có tiến tới liền, phải có thời gian. Rồi em nghĩ là chắc cũng không còn gì hỏi chị nữa, chị có muốn bổ sung thêm gì nữa không? Sau hôn nhân đổ vỡ của chị, hiện tại bây giờ trong lòng chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Biết có tâm, chứ tuổi này là chỉ vô nghĩ vào là con đường tu, đi theo con đường đạo, thích thì giờ nếu mà còn sức khỏe thì đi làm, nếu mà đi làm có tiền rồi là như là có tiền thì mình coi như người ta chỗ nào khổ á, dùng nào khổ, mình đi làm từ thiện, chỉ đi có đi theo trong đoàn làm từ thiện mà. Bên phụ nữ nữa, chị có vô nữa, chị có đi cùng bên phụ nữ mấy đám em, mấy chị em phụ nữ nữa. Mình thích là một người đó để nương tựa, để nhiều dắt mình cũng đã có muốn là đi vô con đường đạo, mình kiếm một người để nhiều dắt với nhau, hai người đồng hành để đi đến vô con đường đó, tại vì chị không nói ra là chị không biết chạy xe. Chỉ biết đi xe bọt chứ không biết đi Honda. Vậy rồi sao? Mỗi lần đi xa rồi sao? Đi taxi vậy? Thành ra chị nói ra cười, chị chỉ biết đi xe đạp mà. Thành ra chị muốn kiếm một bạn á, không biết chạy xe Honda. Có gì đâu chở đi. Không, chị thích chạy đi xe chùa Honda mà biết chạy xe du lịch không? Dạ. Không biết chạy xe Honda, chờ biết chạy xe du lịch không? Không biết. Thế đó mà nếu có dịp thì cũng từ từ tập. Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là chị sẽ cho em ăn đầu heo sớm sớm trong chương trình này nha. Rồi dạ. Chị chào khán giả cho em ha. Dạ. Dạ, giờ em cũng nói gì hơn, chúc cộng đồng mạng, anh chị em được dồi dào sức khỏe và được đầy niềm vui, niềm tin trong cuộc sống. Dạ, bye chị, good night chị ha. Chị gửi số điện thoại qua cho em chưa? Rồi.